Xin chào con. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn con chữa chi tiết cái đề toán quy lớp 5 vòng 4 năm học 2016 2017. Thì ở trong vòng 4 này thì thầy nghĩ rằng là những bạn nào mà các con mà học kỹ cái kho một chút thì những cái đề thi tầm mức độ như này thì không những đề đúng con là đúng nào. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần đầu tiên, đó là phần sắp xếp thực vật. Vậy thì ở trong phần sắp xếp dần thì bây giờ các con nhìn vào bảng. Các con chú ý ở cái bảng này của chúng ta. Thì ở trong cái bảng này thì thực sự rất là đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần cộng trừ phân số một chút. Đấy, ví dụ như là 1 phần 5 nhân 1 7 thì bằng 1 phần 5 này. 1 phần 3 trừ 1 phần 4 ở đây thì sẽ bằng 1 phần 12. 1 phần 4 chia 1, 1 phần 4 chia 8 thì sẽ bằng 1 phần 32. Vậy thì ở trong cái dãy ở cái bảng này thì tất cả các tử số của chúng ta đều là một, đúng nào? Vậy thì phân số bé nhất là phân số có mẫu số là lớn nhất, thế là xong. Đấy. Vậy là ở cái vòng sắp xếp chúng ta không có vấn đề nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ sang đến bài thi số 2, đó là bài thi về góc bằng thầy ba. Góc bằng thầy ba thì ở đây các con lưu ý thầy như sau. Câu 1 là đề bài yêu cầu tính cho thầy. Đề bài yêu cầu tính là 1 trừ 1 phần 2 nhân với 1 trừ 1 phần 3 nhân với bao nhiêu? Nhân với 1 trừ 1 phần 4 được chưa nào? Nhân bao nhiêu nữa? Nhân với 1 trừ 1 phần 5 nhân với 1 trừ 1 phần 6 được chưa nào? Nhân với 1 trừ 1 phần 7. Vậy thì ở đây bạn cần lưu ý như sau. Chúng ta có này, ở cái bài toán này thì nó là cái bài toán mà liên quan đến tính nhanh phân số, sẽ phân số mà ở trong đấy thì là dãy phân số của ta nó ở cái dạng tích. Thì ở cái bài này thì thầy đã dạy ở trong cái các cái dạng bài trong đề thi trong khóa học của thầy rồi. Thì con chú ý như sau, ta có 1 trừ 1 phần 2 đây, nó sẽ bằng mấy ạ? 1 phần 2 đúng không? Nhân với 1 trừ 1 phần 3 đây, nó sẽ là bao nhiêu? 2 phần 3, ok. Nhân với 3 phần 4, nhân với 1 phần 5, đúng nào? Nhân với 5 phần 6 và nhân với 6 phần 7. Thì dĩ nhiên rằng là 22 chúng ta gọi với nhau, 33 gọi với nhau, 44 55, 66 phần 5. Thì kết quả chúng ta đây là 7. Thì đối với lại là ở trong cái bài toán liên quan về đến tính nhanh phân số thì chúng ta có bốn dạng chính và một dạng nhỏ nữa, thì thầy có thể gọi là 4 đến 5 dạng. Dạng đầu tiên đó là cái dạng liên quan đến mẫu số trừ tử lớn nhất. Thì ở trong cái dạng đấy chúng ta sẽ có hai cái vấn đề. Một đó là tử số bằng hiệu, hai thừa số duy mẫu. Thứ hai đó là tử số chúng ta nó bằng tổng hai thừa số duy mẫu. Dạng thứ hai đó là dãy phân số mà ẩn dưới dạng tích của chúng ta. Dạng số 3 đó là mẫu số sau thì nó gấp mẫu trước một số lần nhất định. Đấy. Dạng số 4 đó là cái dạng liên quan đến mẫu số là thuộc dãy tích đều. Và dạng số 5 đó là một số thủ thuật tính toán về tính nhanh dữ liệu, tính nhanh phân số, rút lượng số. Thì đó là 5 dạng bài toán liên quan tính nhanh mà thầy chắc chắn rằng là rất là ít bài toán mà ngoài 5 dạng đấy nhé. Vậy thì các bạn cần phải nắm vững thầy những cái kiến thức như thế, bởi vì khi đi vào sâu vào trong thì chúng ta sẽ phải xử lý những bài toán mà chúng ta phải tư duy và kỹ thuật tính toán nó cao hơn, được chưa nào? Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ sang đến bài tiếp theo, câu số 4. Câu số 2 là một hình chân có chu vi là 70, chiều dài gấp rưỡi rộng kính chiều dài như đó. Thì câu này các bạn làm đơn giản thôi, không có gì khó cả. Thầy sẽ chữa vào câu số 4 đó. Câu số 4 chúng ta như sau. Một trường tiểu học đã mua đủ số gạo cho 500 học sinh bán trú ăn trong 1 ngày. Ta có 500 học sinh bán trú ăn trong 1 ngày. Nếu có thêm 100 học sinh nữa, nếu có thêm 100 học sinh nữa tức là 600 học sinh, thì cái số gạo này ăn được trong bao nhiêu ngày? Đúng không? Vậy thì bây giờ ở trong bài toán này của chúng ta thì chúng ta có hai đại lượng, một là học sinh và hai là cái số này, đúng không? Vậy thì vấn đề đầu tiên các con cần phải xác định rằng là ở cái bài toán này là hai đại lượng của chúng ta đó là hai đại lượng thuận hay là nghịch. Thì ở trong cái phần 1 ở các dạng bài trong đề bài topic thì thầy đã dạy rất là kỹ về cái bài toán này rồi. Ở trong về vấn đề tỷ lệ thuận nghịch thì thầy dạy vấn đề thứ nhất đó là hai đại lượng tỷ lệ thuận chúng ta sẽ nhân chéo chéo ngang hay ngang chéo chéo như nào đấy. Dạng thứ hai là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Dạng thứ ba đó là bài toán tỷ lệ bài được, và thầy có đề cập cho các bạn một công thức, có thể nói là công thức, tức là công thức chúng ta có thể làm một dòng, chúng ta làm lớp số luôn.
đấy thì ở trong cái dạng chỗ 3 là dạng khó nhất. Còn cái những bài toán này là những bài toán nó rất đơn giản đối với con. Việc đầu tiên các con cần xác định là số học sinh và số ngày này là hai cái đường tỉ lệ thuận hay là nghịch. Được chưa nào? Vậy bây giờ các bạn cần lưu ý như sau: năm cho học sinh ăn được số gạo trong 30 ngày. Nếu thầy gấp đôi học sinh lên là 1.000 học sinh thì dĩ nhiên rằng là khi học sinh tăng lên thì cái số ngày này mới giảm xuống, đúng không? Cùng một lượng gạo thì càng đông số người ăn thì thời gian ăn nó phải giảm xuống, đúng nào? Vậy thì ta sẽ có hai đại lượng này là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, đúng không ạ? Vậy ta sẽ có khi là hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì chúng ta sẽ có công thức gì? Số ngày này. Nếu như là hai đại lượng tỉ lệ thuận thì chúng ta sẽ nhân chéo chéo ngang. Còn nếu như là hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì chúng ta sẽ là nhân ngang chia chéo. 30 nhân ngang nhân 500. Chia chéo là chia cho mấy ạ? Chia cho 600. Còn bao nhiêu? Ở đây các bạn cần lưu ý. Chúng ta sẽ có là ở đây 30 chia 6, đúng không ạ? 30 chia 6 thì nó sẽ bằng 5, đúng không ạ? Thầy sẽ lấy là 5. Để chú gọi một chút nào, nha một chút. 30 nhân 500 đúng không ạ? Thì thầy sẽ đưa là bằng 3.000 nhân với 5 đi. 30 nhân 500 thì nghĩa là 3.000 nhân 5 thì đúng không ạ? 3.000 nhân 1.500 chia 600. Thì 3.000 chia 600 thì bằng mấy? Bằng 5, 5 nhân 5 thì đây chúng ta sẽ có là 25 này. 25 này. Và ở đây các con sẽ có đáp số là bao nhiêu? 25 này. Đấy, rất là giảm phải không? Okay. Đấy, đó là câu số 4 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang câu số 6 nào. Một cửa hàng chuẩn bị một số bánh nướng, bánh dẻo để bán trong dịp Trung Thu. Nếu mỗi ngày bán 120 cái thì sau một tuần 2 ngày thì hết hàng. Tức là nếu như chúng ta bán 120 cái trên một ngày, đúng không ạ? Thì sau bao nhiêu? Sau 9 ngày sẽ hết hàng. Còn nếu như bán mỗi ngày 180 cái thì sau bao lâu sẽ làm? Đấy, thì bài toán này thực chất các con có thể giải bảo giải quyết bằng cách chúng ta giúp đơn vị được. Và đây các bạn cần lưu ý như sau: thì ở vấn đề ở cái bài toán này thì chúng ta đang tìm hiểu về hai đại lượng tỉ lệ thuận hay nghịch, cho nên thầy sẽ giải cho chúng ta theo vấn đề là hai đại lượng tỉ lệ thuận nghịch nhé. Có như sau: 120 cái, nếu như chúng ta bán 120 cái một ngày thì sau 9 ngày là hết hết hàng. Nếu như bây giờ thầy nhân đôi số bánh này lên là 240 cái một ngày thì dĩ nhiên rằng là ở đây là số bánh bắt đầu không thay đổi, đúng không ạ? Cho nên khi mỗi một ngày mà bán số bánh này nhiều lên thì thời gian này bán này nó phải giảm xuống, đúng không nào? Ta có như sau: ta sẽ có dĩ nhiên rằng là ta có là cái số lượng bánh và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ. Vậy thì khi nó là hai đại lượng tỉ lệ rồi thì chúng ta sẽ lấy 9 này, 9 ngày nhân ngang nhân 120 chia cho chéo 180 bằng bao nhiêu? 9 chia 18 được 1/2. 120 chia cho bao nhiêu? 1/2. 120 chia cho 6 này. Vậy ở đây chúng ta sẽ có đáp số là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có đáp số là 6 này. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào câu số 7 nào. Tổng hai phân số là bằng 5 và 3 phần 5. Phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là 1 và 3 phần 4. Vậy thì bản chất ở cái bài toán này đó là một bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, đúng không ạ? Nhưng ở đây nó là phân số, đúng không ạ? Vậy ta có như sau này: ta có tổng là bằng 5 và 3 phần 5. Tổng bằng 5 và 3 phần 5 ở đây các con sẽ đưa về là bằng 28/5, đúng chưa? Tiếp tục, phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai hiệu là bao nhiêu? 1 và bằng 4, 7/4, đúng không? Phân số thứ nhất
hơn phân số thứ hai thì có nghĩa là phân số thứ hai là phân số bé. Vậy là có phân số thứ hai, tức là phân số bé nào, bé nào, nó sẽ bằng tổng chiều cho hai là bằng 28/5 trừ đi 7/4, sau đó chúng ta chia cho hai và kết quả đây nó sẽ bằng bao nhiêu, bằng 77/40. Vậy thì ở trong cái bài này các bạn lưu ý là chúng ta phải tính toán được phần này cẩn thận một chút để cho nên. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 8. Câu số 8 thì bài như sau: mẹ sinh con năm 28 tuổi. Khi tuổi mẹ bằng bao nhiêu thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Thì ở cái bài toán này là bài toán liên quan tính tuổi đúng không ạ? Tính tuổi này thì tính tuổi đơn giản rồi, ta có hiệu số tuổi là 28. Hiệu số tuổi hai mẹ con là 28 đúng không con? Vậy thì hiệu số tuổi của hai mẹ con là 28 là thì hiệu số tuổi này không thay đổi. Được chưa? Không thay đổi thì phải sao? Vậy thì ở đây chúng ta có như sau. Ta có là khi tuổi mẹ bằng bao nhiêu thì tuổi mẹ các bạn được con, ta có số đồ như sau. Ta có mẹ là mấy tuổi con ạ? 3 đúng không ạ? Con là mấy ạ? 1. Vậy thì cái phần này là 14. À, số lượng 28 này. Đấy. Thì hiệu ở đây là 28. Vậy ta sẽ có là số tuổi mẹ lúc này. Tuổi mẹ là 28 chia cho 2 14 3. 14 x 3 ở đây thì chúng ta sẽ có là 42 là 42 tuổi. Đúng ạ, 14 42 tuổi. Vào đây các con sẽ có đáp số là bằng bao nhiêu, là 42 tuổi. Rất là đơn giản đúng không nào? Ok, nào bây giờ chúng ta vào câu số 9 nào. Ở trong đề số 2 này thì nó để đề số 4 này nó không xuất hiện những câu quá khó nhưng mà khá là nhiều câu hay. Câu 9 chúng ta như sau. Từ các chữ số 032 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau thì số cần lập ra là A, B, C đúng không ạ? Bây giờ có A có mấy cái chọn ở đây? A nó sẽ có hai cái chọn. Bởi vì ở đây A có thể là bằng 2 hoặc là 3 mà thôi. Đúng không ạ? Vậy thì B chúng ta ở đây có mấy cái chọn? B nó sẽ có hai cái chọn. Bởi vì ở đây là B nó khác A. C chúng ta nó sẽ có một cái chọn. Đúng không nào? Một cái chọn. Vậy thì ta sẽ có các số A, B, C. Các số lập được ở đây là như sau. 2 nhân 2 nhân 1 là bằng 4 số. Ok. Câu 10 chúng ta là trung bình cộng của 2 phân số là bằng 5/7. Nếu gấp phân số nhất là 2 lần thì trung bình cộng của chúng sẽ là 3/4. Bây giờ ta sẽ có như sau. Ở cái bài toán số 10 này các bạn cần lưu ý này. Ta có tổng ban đầu. Tổng 2 phân số nhé, ban đầu nhé. Thì nó sẽ bằng trung bình cộng nhân 2 đúng không ạ? 7/2. Tổng sau, tổng mới đi, là sau khi mà đã gấp đôi phân số thứ hai rồi thì ta sẽ có được nó sẽ là bằng 3/4 nhân với 2 là bằng 6/4. Vậy thì ta sẽ có là đề bài ở đây là chúng ta cái tổng mới này nó có được khi mà chúng ta gấp đôi phân số thứ nhất lên rồi đúng không nào? Vậy nó sẽ có là phân số thứ nhất sẽ là bao nhiêu? Thứ nhất là sẽ bao nhiêu cân? Nó sẽ là bằng tổng mới trừ tổng cũ là 6/4 trừ đi 10/7. Và đây nó sẽ bằng mấy ạ? 1/4. Đây. Và đây các bạn sẽ điền như thế là số 1/14. Nào bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần số 3, đó là về phần vượt trừ vượt nhé. Các bạn chú ý sau. Phần số 3 ở đây chúng ta sẽ có là về phần và bây giờ chúng ta sẽ chữa câu số 4. Câu số 4 phiếu của chúng ta như sau. Có hai vòi chảy vào bể một bể nước. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy 4 giờ thì để bể. Nếu như riêng vòi thứ hai chảy sau 6 giờ thì nó sẽ để bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy hết bao lâu thì sẽ để bể. Vậy thì ở cái bài toán này là cái bài toán mà hai vòi cùng chảy một bể nước nhé. Thì có như sau này. Vòi thứ nhất là chảy 4 giờ để bể. Vậy ta có 1 giờ. Vòi thứ nhất
chạy được bao nhiêu? Một chia cho bốn, mở một phần bốn bình, đúng không? Tương tự như thế ta sẽ có là 1 giờ, vòi hai chạy được bao nhiêu? 1 chia cho mấy ạ? 1 chia cho 6 thì bằng 1/6 bình. Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm bước theo. Chúng ta có như sau, ta có 1 giờ thì cả hai vòi chạy được ở đây là 1/4 cộng với 1/6 là bằng bao nhiêu? Bằng 5/12 bình. Đấy, thế bài hỏi rằng là nếu như mà hai vòi cùng chạy thì sau bao lâu để về, thì ta sẽ có là thời gian được tìm là như sau. Thời gian đây chúng ta sẽ lấy 1/5/12, tức là bằng 12/5, tức là bằng 2,4 giờ thì sẽ để về, được chưa nào? Ở đây chúng ta có thể chọn đáp án là 12/5 hoặc là 2/4 giờ. Đấy, thì đó là câu số 4, được chưa?